Đúng 14 giờ chiều ngày 3 tháng 7, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn lớp 10 của hơn 100 trường công lập. Ở môn Ngữ văn, mức điểm thí sinh đạt được nhiều nhất là 7 với 9.182 em. Bên cạnh đó, mức 7,25 điểm có 6.952 em đạt được, mức 7,5 điểm có 7.509 em. Ngoài ra, môn này ghi nhận 3 thí sinh bị 0,25 điểm, 13 thí sinh bị 0,5 điểm, 21 thí sinh nhận 0,75 điểm và 36 thí sinh bị 1 điểm. Môn toán có 49 thí sinh đạt điểm 10 và 31 thí sinh đạt điểm 9,75. Đồng thời, môn này có 132 thí sinh đạt 9,5 điểm, 123 thí sinh đạt 9,25 điểm, 276 thí sinh đạt 9 điểm. Mức điểm thí sinh đạt được nhiều nhất là 5 với 7.150 em. Môn này cũng ghi nhận 123 thí sinh bị 0,25 điểm, 142 thí sinh bị 0,5 điểm, 188 thí sinh 0,75 điểm, 256 thí sinh 1 điểm, vân vân. Còn môn tiếng Anh có 1.707 thí sinh đạt điểm 10 và 3.158 thí sinh đạt điểm 9,75. Bên cạnh đó, môn tiếng Anh ghi nhận 2 thí sinh chỉ được 0,25 điểm, 4 thí sinh 0,5 điểm, 13 thí sinh 0,75 điểm và 40 thí sinh bị điểm 1. Trước giờ Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công bố chính thức, ông Huỳnh Thanh Phú, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân quận 1, dự đoán điểm chuẩn vào trường sẽ ở mức từ 22 tới 23,5 điểm. Trước đó năm 2023, trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất với nguyện vọng 1 là 25,5, nguyện vọng 2 là 25,75, nguyện vọng 3 là 26. Đứng thứ hai là trường trung học phổ thông gia định với nguyện vọng 1 là 24,5, nguyện vọng 2 là 24,75, nguyện vọng 3 là 25. Những trường trung học phổ thông nằm trong top 10 có điểm chuẩn cao nhất gồm Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Hữu Huân, Bùi Thị Xuân, Phú Nhuận, Trần Phú, Lê Quý Đôn, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Hữu Cầu. Cách tính điểm xét tuyển vào trường thường như sau, điểm xét tuyển bằng điểm thi môn ngữ văn, cộng điểm thi môn ngoại ngữ, cộng điểm thi môn toán, cộng điểm ưu tiên nếu có. Điểm bài thi được tính theo thang điểm từ 0 đến 10, điểm lẻ đến 0,25. Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên tối đa không quá 3 điểm. Thí sinh trúng tuyển phải dự thi đủ cả 3 bài thi và không có bài thi nào bị điểm không. Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh từng trường, số lượng đăng ký các nguyện vọng và điểm xét tuyển, điểm chuẩn sẽ theo nguyên tắc nguyện vọng 2 cao hơn nguyện vọng 1 và nguyện vọng 3 cao hơn nguyện vọng 2. Việc trúng tuyển của học sinh sẽ căn cứ vào 3 nguyện vọng đã đăng ký. Các trường chỉ được nhận học sinh trúng tuyển lớp 10 theo đúng danh sách mà Sở Giáo dục Đào tạo xét duyệt. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội tối ngày 1 tháng 7 vừa công bố điểm chuẩn lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2024-2025. Điểm chuẩn năm nay có nhiều điều gây bất ngờ cho phụ huynh học sinh. Trên 8 điểm một môn vẫn chưa trúng tuyển trường top đầu. Trong số 117 trường trung học phổ thông công lập tại Hà Nội, top 10 trường có điểm chuẩn cao nhất đều trên 41,25 điểm. Điểm chuẩn được xác định theo công thức điểm xét tuyển lớp 10 của Hà Nội bằng điểm thi môn văn cộng điểm thi môn toán nhân 2 cộng với điểm thi môn ngoại ngữ cộng điểm ưu tiên nếu có. Như vậy là trung bình thí sinh phải trên 8,25 điểm mới đỗ các trường này. Trong đó với 42,5 điểm, trường Trung học phổ thông Chu Văn An tiếp tục giữ ở vị trí trường có điểm chuẩn cao nhất năm nay cùng với hai trường Trung học phổ thông Yên Hòa và trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn Hà Đông dù đã giảm 2 điểm so với năm ngoái. Xếp vị trí thứ tư là trường Trung học phổ thông Thăng Long với 42,25 điểm. Các trường còn lại trong top 10 lấy dưới 42 gồm Phan Đình Phùng, Kim Liên, Nguyễn Gia Thiều, Nguyễn Thị Minh Khai, Việt Đức và Nhân Chính. Điều gây bất ngờ nhất cho phụ huynh năm nay là điểm chuẩn lớp 10 trung học phổ thông đoàn kết quận Hai Bà Trưng giảm sốc khi từ 40 điểm năm ngoái xuống 23,75 điểm năm nay, tức là giảm 16,25 điểm so với năm ngoái. Trong những năm gần đây, điểm chuẩn trường này luôn thuộc top các trường cao nhất nhì thành phố, giao động ở mức 39 đến 40 điểm, thậm chí có năm điểm chuẩn nguyện vọng 3 lên đến 42 điểm. Bà Nguyễn Thị Hồng Hải là hiệu trưởng trường trung học phổ thông đoàn kết lý giải. Điểm chuẩn năm ngoái của trường nguyện vọng 1 là 40 điểm, nguyện vọng 2 là 41 điểm và nguyện vọng 3 là 42 điểm. Với mức điểm này, nhiều học sinh e ngại, sợ sẽ không an toàn và cân nhắc không dám đăng ký nguyện vọng vào trường. Điều này dẫn đến là tỷ lệ học sinh năm nay đăng ký vào trường thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu được giao, dẫn tới điểm chuẩn giảm sâu. Năm học này, trường được Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hà Nội giao cho tuyển 675 chỉ tiêu, nhưng chỉ 554 em đăng ký nguyện vọng 1. Trước những e ngại của phụ huynh về việc điểm chuẩn đầu vào thấp có ảnh hưởng đến chất lượng dạy học hay không, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Đoàn kết cho hay, thống kê của trường cho thấy đa số thi sinh trúng tuyển năm nay có điểm khá cao, chỉ có một em trúng tuyển với số điểm là 23,75 điểm. Bên cạnh đó, nhà trường cũng sẽ có kế hoạch để quan tâm tới các học sinh có điểm chuẩn đầu vào thấp hơn các em khác để tạo động lực cho các em cố gắng. Theo quy định của Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hà Nội, mỗi thí sinh được đăng ký 3 nguyện vọng vào lớp 10 trung học phổ thông công lập và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3. Học sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 không được xét tuyển các nguyện vọng sau. Nếu trượt nguyện vọng 1, các em được xét tuyển nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn 1 đến 2 điểm so với điểm chuẩn của trường. Quy định này dẫn đến tình huống oái oăm là có những trường hợp thí sinh mặc dù thi được điểm số rất cao nhưng vẫn trượt các nguyện vọng công lập, chẳng hạn nếu một thí sinh thi đạt 40 điểm mà cả ba nguyện vọng của em đều đạt vào 10 trường top đầu năm nay thì thí sinh này mất cơ hội theo học tại các trường trung học phổ thông công lập. Trong khi đó, ở chung ngược lại, nhiều trường trung học phổ thông ở Hà Nội lấy điểm chuẩn rất thấp. Thí sinh chỉ cần đạt 3-4 điểm một môn là đã có thể trúng tuyển. Các trường có mức điểm chuẩn thấp chủ yếu thuộc khu vực ngoại thành. Mức điểm trúng tuyển vào lớp 10 tại các trường này giao động từ 18 đến 23,75 điểm. Trong 10 trường có điểm chuẩn thấp nhất năm nay tại Hà Nội, trường Trung học Phổ thông Minh Quang chỉ lấy 18 điểm. Trường Trung học Phổ thông Mỹ Đức C có điểm chuẩn nhìn hơn một chút, đạt mức 19 điểm. Các trường Trung học Phổ thông Bắc Lương Sơn, Trung học Phổ thông Lưu Hoàng, Trung học Phổ thông Đại Cường lấy điểm chuẩn giao động từ 20 đến 21 điểm. Với mức điểm này, học sinh chỉ cần đạt khoảng 4 điểm một môn là đã có thể trúng tuyển. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến công bố điểm chuẩn lớp 10 vào các trường trung học phổ thông công lập vào ngày mai ngày 3 tháng 7, sớm hơn một tuần so với kế hoạch. Nhiều phụ huynh thời điểm này cảm thấy khá là hồi hộp và lo lắng. Đa số họ mong điểm chuẩn lớp 10 các trường sẽ hạ nhiệt so với năm ngoái để con có thể đậu được vào nguyện vọng 1. Một phụ huynh tại quận Gò Vấp chia sẻ, điểm thi lớp 10 của con là 21,25 điểm, vừa bằng điểm lớp 10 nguyện vọng 1 của trường Trung học Phổ thông Võ Trường Toàn, quận 12 của năm học 2023-2024. Vị này nói thêm, năm nay điểm nguyện vọng 1 của trường này chỉ cần nhích lên 0,25 điểm là con sẽ rớt tôi lo quá, chỉ mong điểm sẽ giữ nguyên như năm ngoái. Tương tự chị PT có con đăng ký nguyện vọng 1 vào trường Trung học phổ thông trấn Hưng Đạo quận Gò Vấp cũng hồi hộp trước giờ thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn lớp 10. Chị tên nói tôi hoàn ngành việc Sở Giáo dục và Đào tạo công bố điểm chuẩn lớp 10 sớm hơn một tuần so với kế hoạch bởi điều này giúp chúng tôi giải tỏa được những áp lực, rút ngắn được khoảng thời gian đợi chờ ngóng trông. Còn chị T đạt được 19,75 điểm so với điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường này năm ngoái thì vẫn thiếu gần 1 điểm. Phổ điểm môn toán năm nay khá thấp, số điểm giỏi các môn giảm, tôi hy vọng là điểm chuẩn lớp 10 sẽ hạ để con có thể đậu vào ngôi trường con mơ ước. Lê Kim Nhật Minh, cựu học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Hiền, quận 12 cho biết, em đạt được 22 điểm trong kỳ thi lớp 10 vừa rồi. Mình nói em đặt nguyện vọng 1 vào trường trung học phổ thông Võ Trường Toàn. So với mức điểm chuẩn lớp 10 của trường năm ngoái, em dư điểm đậu. Vì thế em hy vọng điểm chuẩn năm nay vào trường sẽ giữ nguyên hoặc là trong trường hợp có tăng, chỉ tăng 0,25. Trước đó vào ngày 19 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm thi lớp 10 và phổ điểm từng môn của hơn 98.000 thí sinh dự thi với công thức tính điểm xét tuyển là tổng 3 môn toán, văn và tiếng Anh. Trong hơn 98.000 thí sinh dự thi, có 31.888 em đạt mức 20 điểm trở lên, chiếm 32,24% trong tổng số thí sinh dự thi. Trong đó, số thí sinh có mức điểm từ 20 tới 21,75 điểm là 13.909 thí sinh, tỷ lệ là 14,06%. Số thí sinh có mức điểm từ 22 tới 24,75 điểm là 14.589 thí sinh, tỷ lệ là 14,75%. Số thí sinh từ 25 điểm trở lên chiếm tỷ lệ 3,42% số thí sinh dự thi. Số thí sinh từ 27 điểm trở lên là hơn 200 thí sinh. Số thí sinh đạt từ 28 điểm trở lên là 22 thí sinh. So với năm trước, mức điểm giỏi năm nay giảm. Năm 2023 ở hệ thường thành phố có 1.012 thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên. Bên cạnh đó, thí sinh có mức điểm từ 11 đến 15 là 24.680. Tổng số thí sinh có điểm từ 15 đến 20 điểm là 38.470. Trong đó, mức điểm nhiều thí sinh đạt được nhất là 17,75 điểm, tương đương với gần 2.000 em. Với số điểm trên, nhiều chuyên gia trong ngành giáo dục nhận định điểm chuẩn lớp 10 các trường sẽ giảm ít nhất là 0,5 điểm. Kỳ thi lớp 10 của thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hôm 6 và ngày 7 tháng 6 với hơn 98.000 thí sinh cạnh tranh 77.300 suất học. Ngày mùng 3 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông công lập năm 2024. Trước đó, ngày 19 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm thi của hơn 98.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập năm 2024. Thí sinh đạt điểm cao nhất là em Nguyễn Minh Anh với 28,75 điểm. Trong đó, môn toán và ngoại ngữ thí sinh này đều đạt 10 điểm, còn môn ngữ văn đạt 8,75 điểm. Ngoài ra có 3 thí sinh khác cùng đạt mức điểm là 28,5. Nhiều giáo viên dự báo mức điểm chuẩn lớp 10 thường tại thành phố Hồ Chí Minh năm nay sẽ có biến động, giảm đồng đều, có trường có thể giảm tới 3 điểm so với năm trước. Năm 2024, thành phố Hồ Chí Minh có 98.681 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10, trong đó các trường trung học phổ thông công lập tuyển hơn 77.300 thí sinh. Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày mùng 6 mùng 7 tháng 6 với 3 môn: Toán, Ngữ văn 120 phút và Ngoại ngữ 90 phút. Thí sinh đăng ký vào lớp chuyên tích hợp làm thêm bài thi tương ứng trong vòng 150 phút. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn Ngữ văn, Toán, ngoại ngữ và điểm ưu tiên nếu có. Thí sinh phải dự thi đủ 3 môn, không vi phạm quy chế và không bị điểm liệt, không điểm. Sau khi công bố kết quả, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng.